Mọi người lên đây đi chơi bài bạn. Rồi, thấy các bạn, Bảo Ngọc đây. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá cho các bạn dòng Vario 125 màu trắng cam và một màu đặc biệt nữa, đó là màu xanh nõn chuối. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng phần. Tại vì các bạn biết sao không, thời gian nhiều quá thì cái màu trắng cam này bán rất là chạy luôn á. Khách bên Ngọc cũng rất là nhiều. Cách để Ngọc dễ nhận biết đó là Ngọc sẽ nhìn vào cái chìa khóa nè. Chìa khóa này để Ngọc phân biệt giữa màu 25 và màu 50 nha. Thì dòng 125 màu trắng cam này hiện tại bên Ngọc đang bán với giá là 42 triệu nha. Còn nếu mà bạn nào muốn lấy cái mẫu zin á, bảy zin nguyên bản, ví dụ là màu đen nhám, thì chỉ có 39 triệu thôi nha các bạn. Các bạn lưu ý giúp Ngọc là giá xe Ngọc báo chưa bao gồm chi phí lăn bánh nha. Về chi phí lăn bánh thì các bạn liên lạc cho Ngọc qua số điện thoại 038 979 3379, Ngọc sẽ báo giá cụ thể cho các bạn nha. Bây giờ mình còn quan sát chi tiết cái chiếc Vario 125 màu trắng cam này nha các bạn nha. Đầu tiên là ở đây Ngọc có độ thêm một số họa tiết nè, như là độ bảng tên nè. Rồi phần đầu xe là màu trắng, cái này toàn bộ là màu trắng. Chỉ có cái phần nhựa, nhựa là sử dụng màu cam, nhựa của Clip nha các bạn nha. Thì cái này là cái tem, ở đây là Ngọc đang dán tem Vario. Nếu mà trong trường hợp các bạn mà thích á, thì mình có thể dán tem Clip lên đây vẫn được, không sao hết. Ngoài ra thì Ngọc còn độ một số họa tiết nhỏ nữa nè, các bạn thấy không? Đó, một số đồ chơi xe nhỏ. Thì ở đây á, hai cái xi nhan này nếu mà các bạn thích á, thì mình có thể đổ hai cái xi nhan nhỏ lại cho nó nhỏ gọn cũng được. Cái xe này cà vạt xe của em nó sẽ ra là màu trắng cam đen, cho nên là các bạn yên tâm. Và các bạn cũng yên tâm nữa là về cái phần màu xe độ này á, là bên Ngọc sẽ bảo hành cho các bạn trong 1 năm. Ví dụ trong trường hợp mình đi bong tróc thì men ra sơn lại không tính tiền nha các bạn nha. Màu xe cũng giống như màu cà vạt luôn, nên mình cứ yên tâm ha. Mình còn quan sát cận cảnh chiếc xe nha các bạn nha. Đối với dòng này, nếu mà muốn mua trả góp thì các bạn đưa trước giúp Ngọc tầm khoảng 6 triệu trở lên là có thể sở hữu được xe. Bạn nào mà có khả năng mình trả trước 50% nha. Tức là mẫu này đưa cho Ngọc khoảng 21-22 triệu, mình đóng 2 kỳ đầu tiên là được lấy cà vạt gốc, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo sau đây Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn em 150 màu xanh nõn chuối. Các bạn đi theo Ngọc nha. Đây này các bạn, đây là Ngọc có em 150 màu xanh nõn chuối. Cái này các bạn gọi là xanh nõn chuối nha, tại vì em này khá là tươi. Và cái màu này á, đặc biệt ở đây nè, các bạn thấy không? Ở đây là Ngọc đi với mâm đồng đó. Các bạn thấy cái mâm đồng rất là đẹp, rất là hợp với xe luôn. Màu xanh nõn chuối mà đi với mâm vàng thì không còn gì bằng. Màu này đi nổi nha, có nhiều khách rất là thích mẫu này nè. Có mấy bạn còn đến cửa hàng Ngọc á, để đặt sơn màu này nữa đó các bạn. Mẫu này thì hiện tại Ngọc bán với giá là 50 triệu nha các bạn. Nếu mua trả góp em này thì đưa trước cho Ngọc tầm khoảng 8 triệu trở lên là có thể sở hữu được xe rồi. Các bạn còn quan sát cận cảnh chiếc xe nha. Cửa hàng của Ngọc là siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nếu các bạn ở xa tới, mình cứ đi tới cổng số 2 nha, cổng phụ khu du lịch Đại Nam. Rồi alo cho Ngọc, sẽ có nhân viên ra đón các bạn về đây. Ngọc sẽ trực tiếp hỗ trợ các bạn làm hồ sơ. Ngoài ra thì cửa hàng của Ngọc có rất là nhiều chính sách ưu đãi nè, như là hỗ trợ quà tặng 2 nón bảo hiểm, 1 áo mưa, 1 bảo hiểm xe máy, 1 khung ép biển số. Ngoài ra thì các bạn ở xa tới, Ngọc sẽ có thêm chính sách hỗ trợ tiền xăng cộ. Đặc biệt bạn nào gọi trước cho Ngọc thì Ngọc sẽ có thêm chính sách là giảm giá xe cho các bạn. Về còn rất nhiều là tặng khác nữa nha. Cho nên là bạn nào mà muốn giá xe tốt nhất thì liên hệ ngay cho Ngọc để Ngọc hỗ trợ. Ngoài hai màu giới thiệu ở đây thì Ngọc còn rất là nhiều màu khác nữa. Cho nên là bạn nào màu thích màu nào thì cứ để lại comment hoặc gọi điện cho Ngọc. Clip sau Ngọc sẽ quay những màu đó cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết clip này. Bye bye.